chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang có mặt tại dịch vụ chăm sóc sức khỏe là sắc đẹp Bình Răng, ở địa chỉ là 56G đường số 14A phường Bình Hòa A, quận Bình Tân. Thì đến với dịch vụ này thì khách hàng sẽ được cải thiện về ví dụ như từng thẩm mẫu ha, giảm mỡ bụng và đặc biệt là giúp cho khách hàng sau khi sử dụng máy có giữ chân bụng ngon và sâu hơn. Thì hôm nay chúng ta bây giờ bước chân thử thêm thẩm mỹ khách hàng ở trong đây họ đã cải thiện như thế nào. Đây là cái máy BSCM 7000V. Cái máy này thì nó sẽ có 4 cái công cụ về chức năng. Công cụ thứ nhất là ba lê tem, là hiện tại là để giúp cho kích thích những cái vùng đau nhất như là cơ bắp tay gân, nhất là nhức mỏi về vai gáy. Hiện tại là cô Phương đang sử dụng là cái ba lê tem này để trị về những cái vai gáy và nhức mỏi. Cái thứ hai đây xin giới thiệu với các bạn, cái thứ hai là sản phẩm cực kỳ của chúng tôi, đó là cái đế chân. Cái đế chân này sẽ đây, cái sợi dây này cắm vào cái đế chân này. Khi mà mình kích thích vào những cái dòng xung điện vào cái đế chân này và đặt lên ngay bàn chân của chúng ta, thì kích thích đi những cái lưu thông trên máu và nó trên chân và tim. Chân là tim thứ hai của chúng của mọi con người chúng ta, mà khi chúng ta đặt chân vào đây, đặc trưng là này sẽ kích thích đi những cái dòng lưu thông máu đi lên tới trên não của mình. Nên đây là chân, là bộ phận chân, là tim thứ hai của chúng ta. Cái chân thứ ba đây là kích thích những cái vòng eo, vòng bụng, đó là cái này. Cái này là cái đai ha, cái đai mình để mình thứ nhất là ai phụ nữ mà muốn là đẹp thì mình sẽ quấn vào những bụng, là pha miếng mỡ bụng ha, kích thích những cái cơ, những cái mỡ thừa và nó đông thành cục, nó có thể là độ nóng, cường độ nóng của nó lên tới 7000 để làm tan đi cái mỡ cơ dư thừa trong cơ bụng của mình, làm cho dụng bụng của mình mềm đi và sẽ tan biến ốm lại. Ngoài ra thì có thể là mình có thể đặt ở sau lưng, kích thích những cái vùng thận ha, sống lưng ha, giảm đi vòng đau lưng, giảm tự nhiên tất cả ha, giảm đi rồi. Nói chung là mấy mình trị rồi bụng thận biết sau thì cũng giảm bớt được, thứ nhất là giảm được thận ha, giảm đi cái sự tiểu đêm của chúng ta. Và cái cuối cùng là hiện tại là ngoại đen đang xài, ngoại 87 tuổi đây đang xài, đó là cái sóng siêu âm. Đây là cái sóng cực kỳ đặc biệt và hiệu quả nhất của cái dòng máy này. Khi mà sử dụng cái sóng này, chúng ta có thể sử dụng vào tất cả các vùng, ví dụ vùng mặt nè để làm đẹp nè, vùng mắt nè để những cái cơ mắt nè, mỏi mắt nè, ví dụ mắt mờ nè, rồi ví dụ như vùng vai gáy nè, vùng bụng nè, khớp gối nè. Đây là một cái sản phẩm đặc biệt đa dụng và đa chiều, giúp mỏi lưng. Và hiện tại đây ngoại đang sử dụng là cái này là ở ba phần, là ngoại đang sử dụng vào phần mắt là giảm cơ mắt ha, là mỏi mắt và có thể nhìn. Ngoại đi được một tháng rồi mà dùng sóng siêu âm này được khoảng hơn 2 tuần mà ngoại đã có thể nhìn thấy được mờ mờ. Nói chung là tiến độ giảm được khoảng bao nhiêu cô Hương? Giảm được 70%. 70% chứ không phải là 70%, nếu duy trì trong vòng 3 tháng thì có thể là lên đến 100%. Đây là điều tuyệt vời. Và không phải là dùng mắt ở nhà ngoại, có thể là nghe được và cũng đã giảm được rất là lớn. Hồi xưa muốn nói chuyện với ngoại là đặt sát vào lỗ tai, nói thật là to, thật là lớn, nhưng mà bây giờ không cần thiết phải nói từ xa, ngoại có thể phản ứng rất là nhanh và trả lời được. Đây là một điều tuyệt vời. Và điều tuyệt vời nữa là lúc trước ngoại đi là phải có nhờ sự hỗ trợ, cũng phải từ khoảng 2 người là cô Phương và cô Kiếu, chị Kiếu dẫn đi ngoại đi, nhưng mà bây giờ có thể là hỗ trợ nhẹ và ngoại có thể tự đi được. Đây là điều tuyệt vời. Ngoại ở Tân Bình với cô Phương, ngoại ở là đường Lạc Long Quân quận 1 và duy trì hàng ngày ở đây. Xin giới thiệu là cái máy bên cạnh của mình cũng là một cái dòng sản phẩm hỗ trợ cho khách hàng của mình. Hiện tại cái máy bên đây là GSL Beauty Plus. Cái máy này nó sẽ có 4 chức năng và hiện tại cô Hương đang ngồi có 4 chức năng. Thứ nhất là tay cầm, thứ hai là đế chân, thứ ba vấn bụng và cái thứ tư là tăng cường những cái chức năng cơ quan sinh lý của con người. Đây là cô Phương, là khách hàng của Ngân đã từng ở máy, thì cô Phương có thể giúp con nói về đó nhé, về cô Phương, về sản phẩm của cô Phương như thế nào ạ? Thực
tôi là Phương. Nhưng mà tôi năm nay 57 tuổi, tôi thấy chân tôi rất là đau mà tôi không dám dùng thuốc. Đã dùng thuốc thì sợ tới quan hệ những cái gì. Thành thử ra tôi có một bà chị đã giới thiệu tôi qua đây. Đây là Kim Ngân. Tôi đến với Kim Ngân mà tôi không có tin tưởng gì, là tại vì tôi chưa có làm qua, chẳng qua tôi chưa có hiểu. Thành thử ra tôi cũng kể là tôi nghe nghe bà chị nói tôi sẽ làm thôi. Nhưng mà tôi làm một ngày tôi về tôi rất là mệt. Tại vì tôi không hiểu là tại sao tôi làm tôi mệt. Tôi mới lại hỏi kia cái người của Ngân, tại sao tôi làm về tôi mệt. Chẳng qua là tôi lúc đó tôi đang bị huyết áp cao nữa. Tôi chỉ là đây tôi ngồi. Sao tôi cũng không có, cũng tại sao tôi đã làm hết mà tại sao tôi làm không hết. Rồi sao tôi lại làm tiếp. Trong lúc tôi làm được 3 ngày, 4 ngày mà tôi thấy con người tôi đã ổn lại. Rồi bắt đầu từ từ tôi cũng theo dõi, nay là tôi theo dõi được gần 2 tuần lễ. Nhưng mà tôi cảm thấy con người tôi rất là khỏe rồi. Với tôi có kèm theo những cái thuốc thiên ma nữa. Thiên ma là lúc đầu tôi không tin tưởng là cái thiên ma có thể uống tôi để hồi phục lại cái sức khỏe. Tại vì thuốc thiên ma nó rất là mất, nó đã tới 7 triệu chứng một hộp 100 viên. Nhưng mà tôi nghe như vậy, tôi nghe bà chị nói thuốc này hay, tôi cũng kệ mua một hộp tôi thử. Mà nay tôi uống được 10 bữa là tôi chỉ sử dụng được 10 viên thôi. Nhưng mà nay tôi thấy con người tôi đã hoàn toàn hồi phục. Thấy là tất nhiên là tôi hồi đó tôi lên lầu á, tôi chỉ lên một tuần thôi là tôi thấy thở mệt mỏi hết. Nhưng mà bây giờ tôi chạy lên tới lầu 3 tôi vẫn khỏe. Thành thử ra tôi uống thuốc này vô mà tôi thấy là những cái gì của tôi cũng ổn định hết. Tay chân nó cũng được sức khỏe, chân tôi cũng được, không còn đau gì mấy. Thành thử ra là tôi giờ tôi vẫn theo dõi. Với tôi giới thiệu là một người mẹ tôi đang làm. Lúc tôi dẫn mẹ tôi lại là mẹ tôi không có đi được, nghĩ là tôi kéo đi thôi, mà mẹ tôi đứng một cái gì ngược ngã lại sao. Thành thử ra tôi cũng buồn, mà mẹ tôi không có nghe được mà cũng không có thấy được nữa. Mà tôi cũng có đồng tin, tôi sẽ dẫn lại. Mà nay mẹ tôi làm vẫn gần một tháng mà mẹ tôi đã hồi phục cái chân đi có sức rồi. Và trong lúc mẹ tôi đều thấy được một chút xíu, thấy được cái bóng người, thấy được hình dáng mập hay ốm. Rồi mẹ tôi cũng vẫn nghe được, không cần xài máy nữa. Đó, thành thử ra tôi giới thiệu mấy cái máy này, có gì cũng là hay cho mình, có sức khỏe cho mình. Thành thử ra cái gì đây thôi, tôi rất cảm ơn nhiều. Là sự mùa của tôi, hay là đã vui được vui vẻ. Tại vì trước hết tôi thấy mẹ tôi được như vậy là tôi thấy là tôi rất hân hạnh, rất vui vẻ. Tại vì mẹ tôi bây giờ đi được, mà thấy được, mà nghe được nữa, là tôi thấy trọn niệm tôi đồng con là rất vui vẻ. Cảm ơn. Chào chị Liên. À, ngay bên cạnh hè đây là khách hàng này là chị Liên, đã đến ngồi máy ở Kim Ngân. Và chị có thể cho em biết tên với tuổi, công việc của mình hiện tại là gì? Chị tên là chị Liên, năm nay là chị 51 tuổi. Công việc của chị là phòng. Dạ. Thì cho em biết là từ sao mà chị biết được ở bên đây, và chị đã tới đây được bao lâu rồi? Do một người quen đã từng tới đây và rồi chia sẻ với chị, rồi chị nói tìm tới đây, đến đây rồi chị mới thoải mái trong thời gian ngồi đây thấy tình trạng sức khỏe của chị đang ổn định rất là tốt. Thế trước khi chị tới thì mình có những cái sức khỏe của mình nó có những vấn đề gì chị cần muốn cải thiện? Lúc trước khi chị tới đây là chị bị bệnh, nhức mỏi đầu vai mà tới tê cả tay chân, mà tay cũng không từ cái bờ vai thì nó mỏi tới cái tay và tê đó. Rồi chị đến đây thì trong khi nhận lượng hoạt động thì ngồi chị có dùng thêm thiên ma. Và đến dịch vụ này thì mình làm những cái dịch vụ gì vậy? Ví dụ như chị muốn cải thiện những gì thì chuyên năng hỗ trợ cho chị những cái dịch vụ này. Chúng ta là cái gì? Bên cạnh đó thì mình có dùng thêm cái sản phẩm thiên ma. Cũng rất là mình qua lâu rồi.
100% là gần như 100% là thật là tuyệt vời ha. Thì cũng em cũng hy vọng là sức khỏe của chị cũng như càng ngày càng tốt gì nữa, và công việc của mình càng thành đạt hơn nữa trong tương lai cũng như là về sau. Thì chị có muốn nhắn gửi đôi lời gì cho những ai gặp những cái tình trạng bệnh của chị thì có muốn cải thiện như thế nào? Có, chị cũng muốn chia sẻ cho mọi người để cho biết về nhưng đã đến với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Kim Ngân và đã cải thiện được tình hình sau 3 ngày đến 5 ngày là đã cảm nhận được và đã giới thiệu được rất là nhiều người đã đến đây và trải nghiệm cái dòng sản phẩm này của bên trung tâm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và Kim Ngân. Thì đến với địa chỉ này thì tôi xin giới thiệu lại, ở đây là địa chỉ ở số 56G, đường số 14A, quận Bình Tân, quận Bình Tân. Đến với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Kim Ngân, cải thiện cuộc sống, giúp cho mọi người chúng ta được ngủ ngon và sâu tinh